tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh Giao thông Quốc gia, sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với hoạt động của các cấp hội người mù trong cả nước. Tiếp theo chương trình là một số hoạt động của các cấp hội người mù trên địa bàn thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phần cuối chương trình có bài Chuyện tình của cặp vợ chồng khiếm thị cùng nhau vượt lên số phận. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về hoạt động của các cấp hội người mù trong cả nước. Vừa qua, Hội người mù tỉnh Phú Yên đã liên hệ với Bệnh viện mắt tỉnh tổ chức hai đợt khám mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 hội viên với trị giá 100.000 đồng một người. Qua hai đợt khám, đã có hai hội viên được mổ và lấy lại ánh sáng của đôi mắt. Song song với các hoạt động nói trên, các cấp hội tại tỉnh Phú Yên đã tích cực vận động thực hiện chính sách an sinh xã hội cho hội viên với tỷ lệ trong toàn tỉnh hội đạt 90% hội viên được trợ cấp hàng tháng, 97% hội viên có thẻ bảo hiểm y tế. Tại Ninh Bình, Hội người mù tỉnh đã tổ chức gặp mặt tặng 150 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ số quà được Hòa thượng Thích Thanh Huệ và các tăng ni Phật tử thuộc phái đoàn Việt Kiều tại Pháp trao tặng. Vừa qua, Hội người mù Thái Bình đã tổ chức khai giảng lớp dạy nghề xoa bóp bấm huyệt và tin học văn phòng cho các hội viên khiếm thị. Trong 3 tháng, 20 học viên lớp xoa bóp và 10 học viên lớp tin học văn phòng sẽ được trang bị những kiến thức kỹ năng để sau khi hoàn thành khóa học có thể tìm kiếm việc làm và hành nghề một cách hiệu quả. Trong thời gian học tập, học viên được hỗ trợ kinh phí ăn ở và đi lại. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2015 nhằm phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ thủ đô nói riêng, góp phần xoa dịu những mất mát thiệt thòi của các phụ nữ bị mù neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, các cấp hội người mù trên địa bàn thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng tới những hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những tấm gương người phụ nữ khiếm thị có thành tích xuất sắc trong công tác hội, tổ chức các chuyến đi tham quan danh lam thắng cảnh, các buổi tọa đàm chia sẻ và cung cấp kiến thức trong cuộc sống cho các chị em, giúp chị em tự tin hơn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng xã hội. Trong phần tiếp theo của chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, mời quý thính giả đến với ba trong nhiều hoạt động nổi bật này qua bài phản ánh của tác giả Nguyễn Thành. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 10, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phối hợp với Hội người mù quận trao tặng 11 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 500.000 đồng và những chiếc khăn len do các hội viên Hội Phụ nữ tự đan dành cho 11 hội viên nữ khiếm thị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Bà Bùi Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Dền cho biết, trong cuộc sống người khiếm thị đã khó khăn, phụ nữ khiếm thị còn gặp khó khăn hơn rất nhiều lần. Đây là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc của các hội viên Hội Phụ nữ phường Cầu Dền. Những suất quà tuy là nhỏ bé của chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Dền, chúng tôi cũng muốn gửi tới chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của hội người mù để làm thế nào cho chị em bớt được những cái khó khăn trong cuộc sống và cũng để thêm cái tình cảm gắn bó giữa chị em phụ nữ của hội người mù và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Dền. Hiểu rõ những khó khăn của các chị em phụ nữ khiếm thị, ngoài việc trao tặng những phần quà nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Từ năm 2006 đến nay, các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường luôn có những sự quan tâm, giúp đỡ các chị em khiếm thị như phát động toàn thể cán bộ, hội viên mua tăm, mua chổi để tạo công ăn việc làm, giúp các chị em khiếm thị bớt đi những thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chia sẻ về điều này, chị Trần Thị Thanh Tú, Chủ tịch Hội Người mù quận Hai Bà Trưng bày tỏ. Các cô bên phụ nữ phường Cầu Dền còn dành những cái tình cảm rất là ưu ái đặc biệt đối với các chị em hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, như là trợ cấp đột xuất cho các chị em phụ nữ, rồi nhân các ngày lễ Tết thì
các cô các bác bên phường phụ nữ phường Cầu Dền cũng có những cái suất quà tặng cho hội viên nữ. Về phía hội thì nhận thấy rằng là rất là phấn khởi và xúc động khi mà luôn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cô các bác của phường Cầu Dền. Là một trong 11 hội viên nữ nhận được quà do Hội Liên hiệp Phụ nữ trao tặng, bạn Nguyễn Ngọc Ly không giấu được sự xúc động và chia sẻ về dự định sử dụng phần quà của mình. Bạn Ngọc Ly tâm sự, với sổ tiết kiệm này, em sẽ mua đồ dùng học tập và đóng tiền học cho con gái đang học lớp 5. Em cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Dền và Hội Người mù quận đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình cũng như tặng quà cho em. Mong rằng sẽ có thêm nhiều hội viên nữ sẽ nhận được quà trong ngày dành riêng cho mình. Đối với Hội Người mù huyện Sóc Sơn thì lễ meeting kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được chuẩn bị ngay từ đầu tháng 10. Điểm nổi bật và đặc biệt trong lễ kỷ niệm năm nay của huyện hội đó là Ủy ban Nhân dân huyện đã tuyên dương một tập thể, 5 cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong phong trào hội nói chung, trong các hoạt động hướng tới hội viên nữ khiếm thị nói riêng. Cũng trong buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã công bố việc hỗ trợ cho một hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 20 triệu đồng để sửa chữa lại nhà đại đoàn kết. Bày tỏ về ý nghĩa của buổi meeting, anh Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch huyện hội Sóc Sơn nhấn mạnh. Tôi cho rằng là cái phần thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện ngày hôm nay sẽ là ghi nhận những cái sự đóng góp của các hội viên nữ trong phong trào hoạt động hội nói chung và trong việc xây dựng cuộc sống gia đình. Và cũng hy vọng rằng từ cái phần thưởng này sẽ tạo cái động lực cho tất cả các chị em nữ trong toàn hội sẽ có một cái cuộc thi đua hăng hái hơn và hăng say hơn, tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Chia sẻ về những kết quả hoạt động của Ban Công tác Nữ và Trẻ em mù, chị Nguyễn Thị Cánh, trưởng ban cho biết, được sự giúp đỡ và quan tâm của Ban Chấp hành, Ban Công tác Nữ và Trẻ em mù của huyện hội Sóc Sơn luôn là một trong những ban có hoạt động tích cực nhất tại các cấp quận huyện hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các chị em trong ban luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Có rất nhiều tấm gương nghị lực đi lên bằng chính đôi chân của mình, chị Cánh tâm sự. Và bản thân tôi cảm nhận từ bản thân mình, tôi cũng chia sẻ với các bà, các chị và tôi cũng thường đề xuất ở Ban Chấp hành xuống tận nhà các bác, các chị em khiếm thị để thăm và động viên bằng những cái tình cảm của mình. Khi mà hội tiếp cận đến các chị em phụ nữ nhiều thì bây giờ có thay đổi rất nhiều về mặt sinh hoạt này. Các bà, các chị cũng trao đổi với nhau rất là cởi mở trong những cái cuộc họp. Còn tại Hội Người mù quận Thanh Xuân, không khí kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được diễn ra rất sôi nổi và tràn ngập tiếng cười. Các bà, các mẹ, các chị em đã được trải qua rất nhiều trò chơi tìm hiểu về những kiến thức nấu ăn, đi chợ, chọn đồ. Đặc biệt, các hội viên nữ trẻ còn được trổ tài qua phần thi nấu ăn bằng miệng. Ban giám khảo sẽ chỉ định hai đội chơi nấu hai món ăn, từ khâu đầu tiên là chọn đồ đến khâu cuối cùng là nấu hoàn chỉnh bằng cách mô tả qua lời nói và trí tưởng tượng. Chia sẻ về ý tưởng của trò chơi khá độc đáo này, chị Lê Thị Bội Hương, trưởng ban công tác nữ Hội Người mù quận Thanh Xuân cho biết, thông qua các trò chơi sẽ giúp các chị em chưa có gia đình có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, từ điều nhỏ nhất như đi chợ, chọn đồ đến việc lớn hơn một chút là nấu những món ăn cho gia đình. Nhận xét về các hoạt động trong ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam của các cấp hội, chị Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, trưởng ban công tác nữ Hội Người mù thành phố Hà Nội cho biết. Trong cái dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 10 đợt này thì phải nói rằng là tất cả các đơn vị trong hệ thống Hội Người mù thành phố đều rất là sôi nổi, có các cái hoạt động rất là thiết thực dành cho chị em phụ nữ khiếm thị ở các nơi. Chúng tôi có dịp được về dự ở một số những cái đơn vị quận huyện thì phải nói rằng là cái không khí vui tươi cũng như là phấn khởi của chị em đều cho thấy rằng là các cái hoạt động các cấp hội tổ chức mang lại hiệu quả rất là thiết thực, đời sống tinh thần của chị em cũng được nâng lên. Nhiều các đơn vị họ tổ chức tọa đàm về vấn đề quyền làm mẹ rồi chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm làm mẹ, hoặc là có những nơi thì tổ chức cho chị em đi tham quan hay là phối hợp cùng với cả địa phương để tổ chức cho chị em khám sức khỏe. Hay như ở Thanh Xuân thì cũng có cái hoạt động vui chơi giải trí giúp cho chị em đi chợ rồi tìm hiểu mua bán các loại thực phẩm, hoa quả. Phải nói là tạo được một cái không khí rất là vui. Chị em đến và tìm được thấy nụ cười cũng như là các cái kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống của người khiếm thị đã trải qua được chia sẻ tại những cái sân chơi bổ ích như thế. Thưa quý thính giả, cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn cộng với sự mất mát khi đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng đã khiến tuổi thơ của anh dữ dội hơn bao giờ hết. Sống trong sự tự ti, mất hy vọng,
anh cứ tưởng cuộc đời này không còn cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu. Nhưng rồi duyên phận đã cho anh gặp cô gái cùng cảnh ngộ và tốt bụng ở Hội Người Mù Huế. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, họ đã cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc. Đó là hoàn cảnh của đôi vợ chồng bán chổi dạo Phan Quốc Long và Nguyễn Thị Trắc, trú tại Kiệt 92 đường Ông Ích Khiêm thuộc tổ 5 phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng đến với hoàn cảnh đầy éo le của anh Long chị Trắc và câu chuyện tình cảm động của họ qua bài giới thiệu của tác giả Công Thành và Lê Giáp. Bài viết được đăng tải trên báo Người Đưa Tin. Nơi xóm nhỏ với những ngôi nhà nằm tựa lưng vào bờ tường thành rêu phong phủ xanh theo thời gian thường được gọi với cái tên thân thuộc là xóm Bờ Thành. Người dân chủ yếu là những hộ nghèo, khó khăn, sống bằng đủ thứ nghề từ mua bán ve chai, bán vé số, bán chổi dạo để kiếm sống qua ngày. Trong căn nhà sập xệ nằm vắt vẻo trên bờ tường thành kiên cố ở con hẻm nhỏ, vợ chồng anh Long, chị Trắc cùng cô con gái nhỏ đang tất bật làm những cây chổi để chuẩn bị cho việc mưu sinh của một ngày mới. Vừa cắt những dây nguyên liệu buộc chổi, anh Long lấy vạt áo lau tạm những giọt mồ hôi đang chảy trên trán, rồi kể về cuộc đời đầy sóng gió của mình. Anh Long sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em ở làng Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lên 3 tuổi, anh mắc bệnh sởi, nhưng vì gia đình quá nghèo, không có tiền chạy chữa cho con, nên bệnh đã biến chứng khiến đôi mắt anh bị mù vĩnh viễn. Cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn cộng với sự mất mát khi đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng đã khiến tuổi thơ của anh dữ dội hơn bao giờ hết. Sống trong sự tự ti, anh thiếu hụt niềm tin vào cuộc sống, cứ tưởng rằng suốt đời này mình không còn cảm nhận được tình yêu lứa đôi nữa, bởi anh nghĩ chẳng ai chấp nhận yêu và lấy một người mù như mình. Cứ thế, anh Long sống khép kín trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Năm 1995, để học hỏi và giao lưu, anh Long tham gia vào Hội Người Mù tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng từ đây, cơ duyên đã cho anh gặp chị Trắc và câu chuyện tình yêu của anh chị bắt đầu. Qua tìm hiểu, được biết chị Trắc là người huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số phận cuộc đời chị trước khi gặp anh cũng hết sức bi đát. Năm lên 2 tuổi, mẹ chị mất. Chị sống với những người anh chị cùng cha khác mẹ trong gia đình. Chẳng hiểu vì sao, đôi mắt mỗi ngày lại mở đi, rồi con mắt bên phải của chị không còn nhìn thấy gì. Ánh sáng của con mắt còn lại cũng dần khép lại. Cuộc đời chị dần dần chìm vào bóng tối. Bi quan, tuyệt vọng, đã có lúc chị nghĩ đến cái chết để quên đi tất cả. Thế nhưng, được người nhà động viên, chị đã cố gắng sống. Năm 1996, được sự giới thiệu của một số người cùng cảnh ngộ, chị tham gia vào Hội Người Mù. Tại đây, chị Trắc gặp anh Long. Trước tấm lòng của anh cũng như sự cảm thông về hoàn cảnh, đồng điệu của hai tâm hồn thiếu thốn tình cảm, họ đã đến với nhau. Những ngày đầu yêu nhau, gia đình chị Trắc phản đối rất nhiều. Họ sợ kẻ mù, người khiếm thị lấy nhau về, cuộc sống sẽ càng vất vả hơn, lỡ đau ốm, lấy ai chăm sóc. Rồi sau này, chuyện con cái nuôi dạy cũng rất khó khăn, gia đình lại không khá giả gì, như thế sẽ càng trở thành gánh nặng cho nhau. Nhưng bằng tình yêu chân thành từ hai phía, sự ủng hộ của chính quyền, của những thành viên trong hội, cuối cùng hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho anh chị nên duyên vợ chồng. Năm 1997, vợ chồng anh Long làm mâm cơm, báo cáo xin phép tổ tiên nên nghĩa vợ chồng, rồi dọn về sống tại căn nhà nhỏ cùng mẹ của anh Long. Với tay nghề làm chổi lông, chổi đót đã cứng cáp, ba con người ấy cùng làm việc, cứu mang nhau bữa rau, bữa cháo qua ngày. Sau 2 năm chung sống, niềm vui lớn đã đến khi mái ấm của anh chị có thêm thành viên là bé Nguyễn Thị Anh Thư. Đó là niềm vui và hạnh phúc của cả nhà. Sau đó, năm 2004, bé em Nguyễn Thị Anh Thi cũng chào đời. Cả hai bé giờ đã lớn khôn, chăm ngoan và khỏe mạnh. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng anh Long, chị Trắc. Anh Long vui vẻ chia sẻ, mới lấy nhau, cuộc sống của hai vợ chồng cũng hết sức khó khăn. Nhưng nghĩ đến tương lai, chúng tôi lại cùng nhau cố gắng. Có thêm hai con, cuộc sống vất vả hơn nhiều, nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có nằm mơ, vợ chồng tôi cũng không nghĩ con mình sinh ra sẽ lành lặn và khỏe mạnh. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng chúng tôi sẽ cố gắng. Bé Anh Thi là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường tiểu học Thống Nhất. Thu nhập của cả gia đình anh Long phụ thuộc vào những bó chổi, những tờ vé số. Mỗi ngày anh chị phải dậy từ tờ mờ sáng, anh chị bán chổi và vé số đến tối mịt mới về. Tối về, trong căn nhà chưa đầy 15m2 lợp mái tôn hoen dỉ, ẩm thấp, đã có những lỗ thủng từ lâu. Ngày nắng thì nắng chiếu thẳng xuống chiếc giường nhỏ, ngày mưa thì nước mưa cứ dội xuống ướt hết cả nhà. Thế nhưng, vì quá nghèo khó, những con người ấy đành phải chấp nhận sống trong cảnh rột nát, miễn làm sao mưu sinh để đủ cho 5 miệng ăn. Mới đây, anh Long đã mạnh dạn vay tiền mổ mắt cho vợ, nhờ vậy mắt trái của chị Trắc đã nhìn thấy. Mặc dù không được rõ, chỉ lờ mờ, nhưng cũng là cứu cánh cho chị làm ánh sáng trong sinh hoạt và buôn bán. Số tiền vay của anh chị cứ mỗi ngày lại lớn dần lên do lãi mẹ để lãi con. Thế nhưng, khó khăn vẫn không ngừng đeo bám vợ chồng anh khi một lần lên cơn đau,
anh Long đi khám thì phát hiện mình mắc phải căn bệnh sỏi mật, ảnh hưởng qua gan và phải nhập viện, điều trị thường xuyên. Trong một trận ốm thập tử nhất sinh vào đầu năm ngoái, chị chắc lại tiếp tục phải chạy vạy khắp nơi, vay nóng thêm 20 triệu đồng nữa để chữa bệnh cho chồng. Chia tay gia đình anh chị, bước nhẹ trên con hẻm nhỏ quanh co, chúng tôi ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ đơn sơ, lụp xụp, nơi mà bốn con người vẫn miệt mài làm từng chiếc chổi cho cuộc mưu sinh mà lòng băn khoăn suy nghĩ. Liệu rằng cuộc sống của anh chị có thể êm đềm và đẹp hơn như câu chuyện tình yêu của mình? Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ chương trình Niềm tin ánh sáng, kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 10 số 58 Quán sứ Hà Nội, hoặc thư điện tử niềmtinanhsang@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.